Ngày 16 tháng 12, Đảng Dân Chủ Tự Do của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giành chiến thắng áp đảo trước Đảng Dân Chủ Nhật Bản DPG trong cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn. Kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản cho thấy, hai đảng liên minh là Dân Chủ Tự Do LDP và Công minh NKP đã giành được 325 ghế, đảm bảo thế đa số hơn 2/3 tại Hạ viện gồm 480 ghế. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ Nhật Bản DPG cầm quyền chịu thất bại nặng nề với 39 ghế. Với ưu thế tuyệt đối này, liên minh hai đảng có thể đơn phương thông qua các dự luật mà họ đề xuất bằng cách bỏ phiếu lần hai tại Hạ viện, bất chấp việc có thể bị Thượng viện phủ quyết. Chiến thắng này đánh dấu sự trở lại của Đảng Dân Chủ Tự Do, vốn cầm quyền hơn nửa thế kỷ ở Nhật kể từ sau Thế chiến thứ hai. Chiến thắng cũng đưa ông Shinzo Abe, người từng giữ vai trò Thủ tướng Nhật Bản vào năm 2006 và 2007, đồng thời cũng là người có quan điểm cứng rắn trong tranh chấp giữa Nhật và Trung Quốc, trở lại ghế Thủ tướng. Ông cũng là đại diện cho chính đảng ủng hộ mạnh mẽ nhất cho việc sử dụng điện hạt nhân. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ Nhật Bản DPG dù vẫn là chính đảng lớn thứ hai tại Hạ viện, song đã để mất quá nhiều ghế trong cuộc đua lần này khi chỉ giành được 57 ghế so với 230 ghế trước bầu cử. Theo đó, 8 thành viên nội các đương nhiệm và nhiều cựu bộ trưởng DPG mất ghế hạ nghị sĩ. Phát biểu trong buổi họp báo được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, Thủ tướng Yoshihiko Noda đã tuyên bố từ chức Chủ tịch DPG để nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại nặng nề này của DPG. Theo dự kiến, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do Shinzo Abe sẽ được bầu làm Thủ tướng mới trong phiên họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản được triệu tập vào ngày 26 tháng 12 tới. Ngay sau khi kết quả bầu cử Hạ viện Nhật Bản được công bố, báo chí các nước đã nhanh chóng đưa tin kèm theo nhận định về chính phủ mới của Nhật Bản. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chúc mừng chiến thắng tới ông Abe và bày tỏ hy vọng sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với chính phủ mới của Nhật Bản. Trong khi đó, hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc lại thể hiện sự lo ngại đối với Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do Shinzo Abe khi ông tuyên bố sửa đổi Hiến pháp Hòa bình của Nhật Bản, đồng thời đổi tên lực lượng phòng vệ nước này thành quân đội. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Abe cam kết sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản và sẵn sàng đối diện với Trung Quốc trong tranh chấp về lãnh thổ. Và trong phát biểu mới nhất, ông Abe một lần nữa bày tỏ sự cứng rắn đối với Trung Quốc. Nhật Bản và Trung Quốc cần phải chia sẻ sự công nhận rằng mối quan hệ tốt đẹp sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Phía Trung Quốc hiện thời thiếu sự ghi nhận này. Tôi muốn họ có cách suy nghĩ mới về những lợi ích từ mối quan hệ chiến lược này. Tân Thủ tướng Nhật Bản cũng cam kết sẽ không thừa nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, dù chỉ với 1mm ở quần đảo Senkaku mà Nhật Bản tuyên bố thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình. Ông Abe cũng dự kiến sẽ tăng cường trang bị cho lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thành lực lượng quân sự quy mô đầy đủ và đồng thời bày tỏ ý định muốn sửa đổi hiến pháp. Còn tại quốc gia láng giềng Hàn Quốc, báo chí nước này cũng bày tỏ lo ngại trước việc ông Shinzo Abe, người sẽ trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản, có nhiều tuyên bố cho thấy động thái cứng rắn trong vấn đề lãnh thổ và nhận thức về lịch sử. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng cho rằng nếu chính phủ mới của Nhật Bản áp dụng các biện pháp nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ nhằm làm giảm giá đồng yên, thì tỷ giá giữa đồng yên và đồng won của Hàn Quốc sẽ có biến động mạnh, có thể tác động đến nền kinh tế nước này. Ông Shinzo Abe, 58 tuổi, được coi là một trong những nhân vật có tư tưởng bảo thủ trong đảng LDP ngày càng bảo thủ hơn. Trong thời gian nắm giữ chức thủ tướng vào năm 2006-2007, ông Abe đã theo đuổi chương trình nghị sự mang nặng tính dân tộc chủ nghĩa, nhấn mạnh vào giáo dục tinh thần yêu nước và nâng cơ quan quốc phòng nước này lên cấp bộ. 6 năm trước, ông Shinzo Abe đã từng làm thủ tướng Nhật Bản và chỉ sau một năm lên cầm quyền, ông đã phải từ chức vì đánh mất sự ủng hộ. Nay, cuộc bầu cử quốc gia đầu tiên ở đất nước mặt trời mọc kể từ sau thảm họa động đất và sóng thần tháng 3 năm ngoái, một lần nữa lại dọn đường để ông Abe quay trở lại vị trí đứng đầu chính phủ. Kết quả này đã phản ánh sự bất mãn rộng rãi của dư luận đối với đảng cầm quyền Dân Chủ Nhật Bản hiện nay vì đảng này đã không thực hiện được lời hứa của mình và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, chính ông Abe cũng thừa nhận kết quả bầu cử này chưa thực sự đồng nghĩa với việc niềm tin của cử tri vào LDP đã hoàn toàn được hồi phục. Điều này không có nghĩa là sự tin tưởng vào LDP đã hoàn toàn trở lại. Tôi nghĩ kết quả này chỉ là một lời nói không với những sự không rõ ràng về chính sách của DPG. Người dân sẽ theo dõi sát liệu xem LDP có đáp ứng được kỳ vọng của họ hay không.
Theo các chuyên gia phân tích, gánh nặng mà ông Abe phải đối mặt đầu tiên khi trở lại chính trường đó là một nước Nhật đang trong tình trạng kinh tế hụt hơi, ngoại giao mất tiếng nói. Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này đang có những dấu hiệu mệt mỏi, không chỉ bị đè nặng bởi món nợ khổng lồ mà còn hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng của động đất sóng thần và thảm họa hạt nhân Fukushima. Trong khi đó, để giải quyết được sự trì trệ kinh tế lại phụ thuộc rất lớn vào việc quan hệ với quốc gia đã tiếm ngôi Á quân kinh tế của Nhật Bản là Trung Quốc. Chặng đường trước mắt sẽ rất khó khăn đối với ông Abe để vừa có thể làm vừa lòng cử tri, vừa duy trì một thái độ cứng rắn với Trung Quốc. Trước hết, cử tri lựa chọn ông là bởi họ cần một người lãnh đạo cứng rắn và quyết đoán hơn, đặc biệt là trong bối cảnh lấn lướt của Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền trong thời gian gần đây. Nếu duy trì được thái độ cứng rắn với Trung Quốc, cử tri Nhật có khả năng sẽ hài lòng. Nhưng ngược lại, những căng thẳng này lại đang đe dọa nghiêm trọng nền kinh tế Nhật, vốn phụ thuộc vào Trung Quốc ở một số lĩnh vực như nguyên liệu đất hiếm cần cho nền công nghiệp điện tử. Chưa kể những thiệt hại về thị trường tiêu thụ hàng hóa, vốn đang rất cần cho sự phục hồi của nền kinh tế. Không chỉ vậy, những tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản với Hàn Quốc cùng những rạn nứt ngoại giao giữa Tokyo và Moscow trong thời gian gần đây do liên quan tới tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Nam Kurils cũng gây nhiều khó khăn cho tân lãnh đạo Abe. Có thể thấy rằng các cuộc khủng hoảng triền miên đã làm lu mờ hình ảnh của một nước Nhật vốn nhận được sự nể trọng và khâm phục về sức mạnh công nghiệp, phương pháp sản xuất và công nghệ phát minh. Bởi vậy, câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này là làm thế nào để kinh tế Nhật Bản trở lại quỹ đạo tăng trưởng sau khi đã rơi vào suy thoái tới 5 lần trong vòng 15 năm qua. Trước những lựa chọn khó khăn giữa một bên là việc tiếp tục chi tiêu để rồi lún sâu hơn nữa vào vòng xoáy nợ công, một bên là cắt giảm chi tiêu và tiếp tục chứng kiến nền kinh tế ngày càng tụt dốc, cái tên Shinzo Abe được chờ đợi sẽ là niềm hy vọng vực dậy nền kinh tế nước Nhật. Tuy nhiên, liệu một Shinzo Abe mà 6 năm trước đây đã phải xin từ chức vì mất tín nhiệm có thể mang đến phép nhiệm màu vực dậy nền kinh tế Nhật Bản và lấy lại tiếng nói của quốc gia trên chính trường quốc tế hay không lại là một câu hỏi cần được thời gian chứng thực.